Xin chào các bạn, Đăng Phương Auto xin giới thiệu bộ GPS Mini dành cho xe ô tô và xe máy. Bộ này có những tính năng, thứ nhất là hiển thị vị trí xe đang nằm ở đâu. Thứ hai là hiển thị tốc độ xe đang chạy. Kiểm tra được lịch sử ngày hôm qua, ngày hôm kia, dữ liệu của 90 ngày xe đi như thế nào, dừng chân như thế nào và dừng ở đâu, thời gian cụ thể dừng bao nhiêu lâu, chúng ta đều có hết trong cái bộ thiết bị này. Bộ này sử dụng một cái phần mềm APP cài đặt trên điện thoại di động Android hoặc là iOS là dùng được. Ngoài ra bộ này có một tính năng rất tuyệt vời nữa, đó là gửi thông tin và chụp ảnh tại một vị trí gần nhất xung quanh khu vực xe đỗ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức lắp đặt và hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng như thế nào và một số review trên cái phần mềm.